Thủ tướng muốn phát triển nuôi con gà, con lợn cũng phải đăng ký. Tuy việc đăng ký số lượng vật nuôi đối với người dân có vẻ phức tạp, hình thức, nhưng muốn quản lý tốt nền sản xuất lớn, muốn bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, có dự báo tốt thì phải có đăng ký. Thủ tướng nói tại phiên họp tổ chiều ngày 7 tháng 6 khi góp ý về dự án luật chăn nuôi. Phát biểu góp ý cho dự án luật chăn nuôi chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục đích quan trọng của luật chăn nuôi là muốn tiến lên phải sản xuất lớn. Vừa qua, ngành chăn nuôi có sự cố gắng lớn, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hàng hóa lớn, đặc biệt là chăn nuôi. Tuy nhiên, sản xuất còn bấp bênh do chúng ta còn thiếu hệ thống luật pháp quản lý. Trong quá trình xây dựng luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm hết sức tận tình. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã rất lặn lộn tận tụy với công việc với bà con và đã trao đi đổi lại, tranh luận rất nhiều tại Quốc hội về vấn đề này. Về cơ bản, tôi rất nhất trí với nội dung chính sách dự án luật, nhưng tại điều 5 về việc nhà nước có chính sách gì để tiến tới sản xuất lớn trong chăn nuôi. Trong này có điều tôi rất quan tâm chính là quy hoạch chăn nuôi phải làm sao để phát huy thế mạnh, so sánh từng khu vực. Sản xuất hiện nay vẫn chủ yếu, manh mún nhỏ lẻ, thành thói quen, Thủ tướng nói. Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành chăn nuôi, tới đây phải làm tốt hơn. Hiện nay có một số trường về nông nghiệp như Học viện Nông nghiệp vẫn ít đào tạo chăn nuôi thú y, chưa chú trọng ngành này trong khi ngành đang tạo ra của cải vật chất lớn cho đất nước. Việt Nam là đất nước nhiệt đới có nhiều lợi thế so với các nước ôn đới, có nhân lực tốt, có đầu tư, nếu có nguồn lao động có trình độ, có khoa học công nghệ tốt thì nhất định chúng ta sẽ thành công trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh phải lưu ý công tác xúc tiến thương mại đầu ra. Hiện nay có hiện tượng dư thừa trong nhiều lĩnh vực nông sản, lúa gạo vụ đông xuân năm nay, thu hoạch tăng thêm 1,2 triệu tấn. Cây lúa tương đối rõ vì có thị trường, nhưng chăn nuôi thì lúc lên lúc xuống, nguyên nhân chính do thị trường của chúng ta không ổn định. Đơn cử như chăn nuôi lợn, năm ngoái giá thấp hơn nhưng năm nay giá tăng rất mạnh. Điều này liên quan nhiều đến công tác thị trường đầu ra, phải làm sao phát triển tốt chăn nuôi để phục vụ thị trường trong nước tiến tới xuất khẩu. Hiện nay xuất khẩu sản xuất chăn nuôi vẫn thấp quá, chủ yếu vẫn là rau quả, phải có giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa, đặc biệt về lâu dài. Vì tương lai ngành nông nghiệp bền vững, chúng ta phải hạn chế xuất khẩu tiểu ngạch, tăng chính ngạch. Muốn làm được điều này thì nhà nước phải ra tay, phải có cuộc cách mạng trong chăn nuôi, nếu không đổi mới sẽ rất khó khăn trong phát triển ngành này, Thủ tướng nói. Về quy định an toàn thực phẩm, Thủ tướng cũng cho rằng phải quy định rõ hơn nữa. Hiện nay ở nhiều địa phương vẫn phổ biến kiểu vừa ở vừa nuôi, nhà ở trên vực nuôi ở dưới, nơi ô nhiễm rất nghiêm trọng. Liên quan đến các quy định về nguồn gen quý đối với giống vật nuôi, Thủ tướng cho rằng hiện nay mỗi vùng trên đất nước ta đều có nhiều loại vật nuôi đặc sản cần phải bảo vệ, lưu giữ, ví dụ như lợn móng cái, gà đen, gà đặc sản, gà cảnh. Cần phát huy gen quý của đất nước ta bằng những chính sách hợp lý, vì thực tế hiện nay người dân Việt Nam vẫn không thích ăn thịt gà công nghiệp, trứng công nghiệp, điều đó cho thấy lợi thế vật nuôi đặc sản vẫn đóng góp một phần rất lớn trong cơ cấu nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. Đặc biệt, người đứng đầu chính phủ cũng lưu ý thêm về vấn đề đăng ký số lượng vật nuôi. Điều này gây tranh cãi nhiều trong dư luận. Thủ tướng nêu câu hỏi, việc đăng ký này đối với bà con liệu có khó quá không? Đối với một số nước chăn nuôi phát triển, bắt buộc phải có đăng ký số lượng vật nuôi. Nhưng để thực hiện tốt điều này, chúng ta cần phải cải cách thủ tục hành chính, tránh rườm rà, tạo thuận lợi cho người dân. Chính quyền, thôn, xã phải tăng cường quản lý, nắm sát hơn nữa, chứ như hiện nay nhiều nơi xảy ra dịch bệnh mà chính quyền thôn, xã không nắm được. Tuy việc đăng ký đối với người dân có vẻ phức tạp, hình thức nuôi con gà, con lợn thì có gì phải đăng ký, nhưng muốn quản lý tốt nền sản xuất lớn, muốn bảo vệ môi trường an toàn thực phẩm, có dự báo tốt về sản lượng, nhu cầu thì chúng ta phải có đăng ký, Thủ tướng khẳng định. Thủ tướng, giao đất 99 năm, không phải là mấu chốt của luật đặc khu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ lắng nghe các ý kiến về luật đặc khu. Nhưng việc giao đất 99 năm, không phải là vấn đề quyết định, mấu chốt. Sáng ngày 4 tháng 6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong những ngày gần đây, ông nhận được nhiều thông tin, từ các chuyên gia, lão thành.
người dân và dư luận liên quan đến quy định cho thuê đất 99 năm của dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Bắc Vân Phong, Phú Quốc, luật đặc khu. Tôi lắng nghe các ý kiến khác nhau. Dự thảo luật đang trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua. Chắc chắn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phân tích các ý kiến góp ý. Và cuối cùng, Quốc hội sẽ xem xét, cân nhắc nhiều mặt trước khi thông qua. Thẩm quyền cuối cùng thuộc về Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh, người đứng đầu chính phủ cũng cho rằng, việc thành lập các đặc khu kinh tế, thế giới đã làm từ lâu. Và nhiều nơi thành công. Nước ta giờ mới làm đặc khu kinh tế là chậm. Theo ông, nghị quyết Đại hội 7 của Ban chấp hành Trung ương và các chỉ đạo của Bộ Chính trị có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế, dự án luật xây dựng, các quy định về chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, để có thể thực hiện thành công. Về quy định giao đất 99 năm, Thủ tướng khẳng định, dự án luật quy định. Trong những trường hợp đặc biệt, thì Thủ tướng quyết định. Những trường hợp đặc biệt đó, trước khi quyết định, thì Thủ tướng phải xem xét, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Thủ tướng, Chính phủ nhận thức rằng, môi trường đầu tư, cơ chế chính sách mới là quan trọng nhất. Quy định về thời hạn cho thuê đất, giao đất, không phải là vấn đề quyết định. Mấu chốt của dự án luật. Tôi khẳng định, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lắng nghe ý kiến dư luận, để báo cáo Quốc hội. Quyết định vấn đề này. Quốc hội sẽ cân nhắc thận trọng, có thể không chấp nhận, Thủ tướng nhấn mạnh. Dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, đã được Quốc hội thảo luận, ở hội trường lần cuối vào ngày 23 tháng 5, dự kiến biểu quyết thông qua vào 15 tháng 6. Phát biểu tại Quốc hội sáng ngày 23 tháng 5, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan soạn thảo của Chính phủ, Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là một luật mới, khó và chưa có tiền lệ ở Việt Nam, nên tính phức tạp và phạm vi ảnh hưởng rất lớn, đòi hỏi phải có nghiên cứu hết sức thận trọng. Bộ trưởng xin phép đề nghị với Quốc hội cho phép thông qua luật đặc khu trong kỳ họp lần này để sớm ban hành, sớm triển khai. Ông cho rằng, trong quá trình triển khai thực hiện, có thể xem xét để điều chỉnh, sửa đổi, chứ không chỉ dừng lại ở đây. Hàn Quốc trong 10 năm, họ đã sửa 6 lần. Nhật Bản trong 3 năm cũng sửa 2 lần, cho nên Việt Nam cần thận trọng, nhưng cũng không nên quá cầu toàn. Vấn đề hiện nay là việc tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Dung nói. Thủ tướng khẳng định sẽ điều chỉnh thời hạn cho thuê đất đặc khu. Trả lời Tuổi Trẻ Online cách đây ít phút bên hành lang Quốc hội sáng ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định phải điều chỉnh vấn đề thời gian cho thuê đất một cách hợp lý. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, những ngày qua chúng tôi đã lắng nghe rất nhiều ý kiến của trí thức, nhân dân, của đại biểu Quốc hội, các cụ lão thành, kiều bào trong vấn đề xây dựng luật đặc khu, điều chỉnh thời gian thuê đất phù hợp nguyện vọng của dân. Thủ tướng cho biết, trên thế giới nhiều nước đã làm đặc khu, nhiều nước đã thành công, cũng có nước không thành công. Khi đưa ra dự án luật thì đã nhận được rất nhiều ý kiến khí thế sôi nổi. Và tinh thần của một dân tộc yêu nước như vậy thì không lo gì mất nước. Thể hiện qua công việc này, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp thu, lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh một luật, đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững, độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, căn bản xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông đất nước. Chính vì vậy, chúng tôi cũng nghĩ rằng lắng nghe ý kiến này, chúng tôi phải điều chỉnh vấn đề thời gian cho thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Cho thuê đất đặc khu khác với chuyện ở Hồng Kông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đã có rất nhiều người hiểu lầm hiểu sai một cách đáng tiếc về việc cho thuê đất ở đặc khu. Tôi cũng xin nói rằng đây là đất thuê và việc thuê đó theo quy trình nào thì hàng năm Ủy ban Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân giá thuê đất chứ không phải là giao vĩnh viễn như là nhượng tô, nhượng địa như Hồng Kông trước đây, hoàn toàn khác nhau về bản chất. Rất tiếc là nhiều người đã hiểu lầm vấn đề này, rất tiếc là như thế, Thủ tướng nói với báo chí. Thủ tướng cũng khẳng định việc đón các nhà đầu tư từ các quốc gia sẽ có cơ cấu phù hợp, có tỷ lệ cần thiết chứ không phải chỉ một nước. An ninh quốc gia, an ninh kinh tế đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu lâu dài để mọi người không phải lo rằng là một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này, quá trình thực hiện sẽ có thiết kế cụ thể, còn luật chỉ là khung để tạo ra môi trường pháp lý cần thiết, Thủ tướng khẳng định. Chủ quyền an ninh quốc gia trên hết.
Tiếp tục trả lời câu hỏi của tuổi trẻ về việc Việt Nam đã tham khảo mô hình các nước láng giềng như thế nào về thời hạn cho thuê đất, Thủ tướng cho biết trong khu vực Đông Nam Á thì Malaysia hay Singapore cũng đã cho thuê đất 99 năm, thậm chí Trung Quốc cũng có những khu vực cho thuê như vậy. Theo Thủ tướng, tất cả ý kiến đều phải được lắng nghe, xem xét, nếu có quy định 99 năm thì đó cũng là trường hợp đặc biệt chỉ áp dụng đối với những cơ sở hạ tầng quan trọng mà phải đầu tư vốn rất lớn, phải thuê đất lâu dài. Ý tưởng ban đầu là như thế, nhưng bây giờ bà con chúng ta, các cụ lão thành, trí thức, nhân dân trong và ngoài nước của chúng ta góp ý như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp thu để có quy định một cách phù hợp với tình hình, Thủ tướng nói. Tiếp thu ý kiến nhân dân, chúng tôi sẽ trình ra Quốc hội lắng nghe ý kiến của Quốc hội theo hướng điều chỉnh giảm xuống để đảm bảo nguyện vọng và bà con kiến nghị một cách phù hợp, còn xuống bao nhiêu năm thì Quốc hội sẽ xem xét. Kết luận vấn đề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta phải tạo ra một thể chế để có môi trường đầu tư tốt, cạnh tranh được trong bối cảnh hiện nay, những chính sách đầu tư này tạo ra một sự thuận lợi nhưng đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng. Đảm bảo quốc gia trường tồn độc lập tự chủ, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng.